Tại sao những người có tư duy làm giàu lại dễ kiếm tiền hơn? Có thể hiểu trường hợp sau đây cho thấy bạn là người có tư duy làm giàu nhất định. Việc đổi đời là điều không thể tránh khỏi. Nếu bố mẹ cho bạn 3,5 tỷ để mua nhà, bạn sẽ chọn mua như thế nào? Những người bình thường dùng toàn bộ số tiền mua một căn nhà. Người thông minh hơn một chút sẽ chọn cách trả góp, còn lại đem đi ngân hàng để hưởng lãi. Nhưng đối với người có đầu óc làm giàu, chắc chắn họ sẽ sử dụng tiền hết mức có thể. Đầu tiên, họ sẽ dùng số tiền đó để mua một căn nhà trước, sau đó thế chấp căn nhà đó cho ngân hàng để vay 2,5 tỷ. Sau đó mua tiếp 2 căn nhà trị giá 3,5 tỷ, 2 căn trả trước 1,5 tỷ rồi thế chấp ngân hàng 5,5 tỷ, mỗi tháng chỉ cần trả 25 triệu. Sau đó đem nhà cho thuê, giá thuê 7 triệu một tháng và tiền cho thuê 2 căn là 168 triệu một năm. Sau đó mỗi năm bạn chỉ phải trả khoảng 140 triệu cho khoản thế chấp, 1 tỷ còn lại dùng làm tiền gửi cố định với lãi suất hàng năm là 4%, tiền lãi hàng năm là 40 triệu, bạn chỉ cần trả hơn 7 triệu một tháng. Ngay cả khi bạn không kiếm được một xu nào trong thời gian này, 1 tỷ tiền gửi ngân hàng cũng đủ để bạn trả nợ thế chấp trong 10 năm. 10 năm sau, căn nhà 3,5 tỷ đã biến thành 17 tỷ và 3 căn nhà là 51 tỷ. Cùng một số tiền ban đầu, nhưng vì tư duy khác nhau đã khiến hai người có cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Đây gọi là tiền đẻ ra tiền. Chỉ cần bạn chịu khó suy nghĩ, cuộc sống không bao giờ thiếu cơ hội làm giàu cho bạn.